Hôm nay em làm trà bông á, quý vị. Em làm trà bông tại nhà. Cái thịt heo á, thịt heo em mua xong về em luộc lên. Em luộc lên cái bắt đầu em cho gia vị vô, bột ngọt với mắm á, quý vị. Cái em ướp xong cái được khoảng một tiếng, rồi sau đó em mới bỏ lên em xào, cái gia vị nó thấm dầu quý vị, ngon lắm. Em cho vô cái nồi chống dính này, quý vị nhớ sao là cho vô cái nồi chống dính nha, đừng có mà làm cái chảo mà dạng như là nó không có cái đồ mà chống dính á, rồi cái khi đó quý vị mà có thí dụ mà quý vị có sao á thì nó không cái trà bông á nó dính vô trong cái nồi. Tại vì hồi trước em cũng có gì á quý vị, cũng có đi mua trà bông ở bên ngoài á, là 500 ngàn một ký luôn đó quý vị, ăn nó không ngon gì hết á, về nó dai nhát đi, nó không có mùi thịt heo. Xong cái con này em nó không có chịu ăn nó dở quá, 500 ngàn một ký mà ăn không nổi luôn á. Thế em từ ngày mà em mua thịt á, em mua thịt về xong cái em hồi trước em cũng cứ nghĩ đâu là làm trà bông á là mình làm rất là khó, dạng như mình làm á nó gì lắm, nó rất là khó hay là nó rất là kỳ công. Nhưng mà sau này cái em được học qua một người bạn, là người ta chỉ làm đơn giản lắm quý vị ơi, mà ngon lắm quý vị. Những quý vị nào mà dạng như là mình không có thời gian á, nhưng mà mình vẫn có thể làm được trà bông mà nguyên chất để cho gia đình nhà mình mà mình ăn á, ăn là nó ngon hơn. Chứ ở ngoài người ta bán mắc lắm, 500 ngàn một cái trà bông mà nó không có được ngon. Chủ yếu là người ta cho nhiều cái thịt gà vô á, mình ăn nó không có mùi thịt heo nên ăn nó không ngon. Mà mình làm thì nhìn nó không có đẹp, bây giờ nghe em không có ngồi em xé được nó nhuyễn đó quý vị. Nhưng mà dạng như là em chỉ cần xé tới đây cũng được, em xé như vậy xong cái em luộc thịt lên xong rồi sau đó em xé ra đúng không, em xé ra xong cái bắt đầu em mới bỏ gia vị, là giống như là mình bỏ tí ít nước mắm ngon với một ít bột ngọt đúng không, xong cái mình ướp vô xong cái đầu khoảng tiếng sau là em bỏ vô đem sao là ngon lắm quý vị ơi, ăn vừa mà ngon mà thơm lắm. Mà ở nhà em mà cứ 2 ngày em làm lần, cứ 2 ngày là em mua thịt của em làm lần cứ ăn hết là em làm, chứ em không có làm nhiều. Vì nhiều khi con em nó thích ăn cơm với trà bông này, với lại em mua bánh mì á, xong em về em cắt bánh mì ra, em nhét trà bông vào trong bánh mì, xong em cắt dưa leo á, cắt dưa leo em bỏ vào trong bánh mì, thế là bắt đầu là rồi đó, em chan. Nếu mà quý vị nào thích ăn nước mắm ngọt thì quý vị làm nước mắm tỏi ngọt chan vô, còn nếu không thích ăn nước mắm thì mình có thể là cho một ít cái gì, một ít muối tiêu quý vị mua cái loại mà muối tiêu ngon lắm, xong rồi quý vị rắc vô trong cái ổ bánh mì với trà bông này với dưa leo, thế là mình có thể là đói bất cứ giờ nào nha quý vị, là mình lấy ra mình ăn ha. Mình ăn là cái mình tiện lắm, giống như vừa nãy em live stream đó, em live stream xong em ra em không có thời gian em nấu nướng, em lấy ổ bánh mì em bỏ trà bông vô, em mổ bánh mì ra, em bỏ trà bông vào, rồi sau đó em chan xíu nước mắm, chan xíu nước mắm tỏi ớt vô, em bỏ dưa leo vô, thế là rồi em quốc luôn. Em quốc xong cái em muốn trà đá, thế là rồi em no bụng đó. Ăn rất đơn giản thôi quý vị thấy không, không có gì mà phải rườm rà, cũng không có gì mà phải mất thời gian nhiều đâu quý vị, nhanh lắm. Quan trọng là lúc quý vị luộc thịt á,
sẽ luộc luộc cho nó chín, chín 80%, xong rồi cái quý vị mới bắt đầu mới xé nó ra xong rồi. Như em thì em không cần nhuyễn đâu, em cần nhiêu đây được rồi. Còn ai thích ăn nhuyễn á thì mình có thể xé nhuyễn thôi ha, còn như em như đây được rồi. Nếu mà quý vị mà sao mà nó vàng quá thì nó cứ ngắc nha, mình ăn nó không có ngon, nó dai có mất chất, dài có mất chất với ăn nó không ngon. Đó, chỉ cần như vậy được rồi đó. Đó. Cần như vậy là cái mùi thịt đó, như cái chất thịt của con, cái chất thịt của cái mùi thịt nó ngon lắm, nó ăn mà rất chi là ngon. À, thấy không? Em tranh thủ em làm chả bông em ăn không à? Đó. Từ hôm mà em làm chả bông ở nhà em ăn á, con em nó thích ăn lắm. Hôm bữa mua ngoài đường nó đâu có ăn đâu, mua ngoài chợ, em mua ngoài chợ loại ngon nhất là gần 600.000 ký đó quý vị, mà nó không có ăn, ăn nó không có mùi thịt, không có ngon, nó không ăn. À, các bác có ai mà dường như là mình cứ nghĩ làm chả bông nó lâu quá, các bác làm biếng làm á, nhưng mà em chỉ cho các bác là không cần nha, chỉ cần luộc thịt lên thôi, luộc thịt lên xong xé ra, xong ướp lấy tí một ngọt, xong cái mình mới bỏ vô trong nước mắm, mình quậy cho nó tan lên, xong bắt đầu mình ướp vô đây, mình ướp đây đó. Chẳng hạn như tới mai bắt đầu mai em ăn là em lại ướp tiếp đó, em làm em ăn lần 2 ngày. Hoặc là các bác nấu cháo trắng này nó nấu cháo trắng lên, cái các bác bỏ miếng chả bông này vô này, trời ơi ăn là nhức nách luôn đó. Ví dụ những cái lúc mà mình chẳng hạn mình làm biếng đi chợ đi, các bác làm sẵn một hũ chả bông này để trong tủ lạnh, rồi cái làm biếng nấu nướng nhiều quá mình cắm miếng cháo trắng để cho nó, xong cái các bác quăng miếng chả bông này vô cái tô cháo rồi đó, ăn thế là ngất ngây nha quý vị, thấy không quý vị, thấy không em không có xé nhuyễn. Đó. Thấy không quý vị? Thấy không quý vị? Thấy không? Khổ giang luôn đó quý vị ơi. Khổ giang mà ăn ngon lắm. Này thấy không? Nếu mà nó vàng quá ăn dai lắm quý vị. Đó, thế lại được rồi. Quan trọng là nó thấm gia vị ạ. Đó, thấy không? Khổ giang luôn đó quý vị. Khổ giang mà ngon lắm này, thấy không? Em quay sát đâu nha. Thấy không? À, ngon không? Trời ơi quý vị ơi, ăn ngon lắm quý vị, cứ làm theo giống như anh Ngựa đi, anh Ngựa làm đơn giản lắm. Tại ngày xưa em không biết thì em cũng cứ nghĩ là mình phải đâm ra hay mình giá ra, nó mất thời gian đúng không, nó lâu. Nhưng mà từ khi em biết cái bí quyết này á, thế là em làm rất là nhanh đơn giản mà ngon. À, quý vị đó. Quý vị mua cục thịt về, xong quý vị luộc đi một nước, quý vị bỏ cái nước ở đây, rửa sạch cái miếng thịt đó, rồi sau đó quý vị luộc lại lần thứ hai cho là bắt đầu nó chín 80%, bắt đầu quý vị xé nó ra. Nếu mà cái cọng nó dài quá, quý vị lấy cái kéo quý vị cắt ha. Ví dụ mình xé thịt xong không, mình lấy cái kéo này mình cắt đúng không, mình cắt để cho nó ngắn sợi lại, thế là đến khi mà mình ướp gia vị nó thấm vô nó ngon. Phải cần phải đâm nha quý vị, không cần phải đâm đâu, đâm mất thời gian mệt mỏi lắm. À, như này được rồi, đó thấy chưa, khô giang luôn đó nha. Nha, rất là ngon, không đơn giản, đang trong vòng còn chút xíu rồi là đã có chả bông ăn rồi đấy, đó thấy chưa, rất là ngon mà rất là rẻ nha quý vị. Thôi em làm video cách làm chả bông tại nhà nha, cho quý vị xem để quý vị có thể tham khảo, cũng như là mình thích ăn tại nhà và làm những cái phương pháp đơn giản nhất và rất là dễ ngon, rất là dễ ăn, và có thể là làm cho mình tiết kiệm chi phí ha, cũng như là mình ăn ngon và nguyên chất, vừa tiết kiệm chi phí và vừa tiết kiệm. Cái chỗ này thì khoảng nếu mà tính ra thì khoảng có em mua tiền thịt thì khoảng chưa tới 100.000 quý vị ạ, khoảng 60-70 à, em không nhớ rõ lắm,
khoảng bảy chùa khoảng 7-80 là hết đất rồi, em không nhớ nha, nhưng mà khoảng đó 7-80 mà giờ làm như là ăn là coi như làm ăn được 2 ngày nha quý vị, đó 2-3 ngày luôn mà trà bông ngon nguyên chất. Cảm ơn quý vị khán giả đã xem cái chương trình trà bông em anh ngựa này làm tại nhà ha. Quý vị nào có thấy em làm trà bông thấy có vẻ là thích như cũng như là đồng tình với cái video này của em, quý vị có thể cho em xin một lượt like cũng như là một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chúc cả nhà làm trà bông ngon để ăn bữa cơm thật là ngon và ăn những ổ bánh mì mình kẹp trà bông vô rất là ngon. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị.